Kênh Beautiful Life xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay mình xin mách với các bạn những thực phẩm đại kỵ với bia rượu nhiều người vẫn thường xuyên ăn cùng nhau mà không biết. Rượu bia đã không tốt với sức khỏe rồi, nếu còn kết hợp với những thực phẩm dưới đây, chẳng khác nào hạ độc cơ thể. Những món ăn nhanh ngày Tết được các bà nội trợ chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh để tiếp khách như thịt hun khói xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng ngày càng phổ biến. Với tiêu chí tiện lợi, không phải nấu nướng, lại hợp khẩu vị, đồng thời làm gia tăng hương vị của rượu bia, nên được rất nhiều gia đình lựa chọn để tiếp khách trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những đồ ăn nhanh này đều có chứa chất bảo quản, có chứa nhiều sắc tố và chất nitrogen. Những chất này, khi kết hợp với rượu, không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho gan, họng, nó còn là mầm mống của ung thư. Hơn nữa, trong thực phẩm hun khói hàm chứa axit amin hữu cơ, quá trình chế biến sẽ sản sinh ra biến chất như polycyclic hydrocan, axit amin và thậm chí là cả benzopin. Khi uống quá nhiều bia, làm cho hàm lượng cồn trong máu tăng cao, những chất kể trên trong thực phẩm hun khói sẽ kết hợp lại với nhau, từ đó gây ra các bệnh về tiêu hóa, thậm chí u bú. Ngoài ra khi uống bia rượu, cần hạn chế tối đa các thực phẩm sau đây. Thức ăn cay. Những món ăn cay vốn dĩ có thể làm cho dạ dày của bạn nặng nề. Cộng với việc uống thêm bia rượu thì tình trạng này sẽ càng tăng lên. Tiêu thụ thức ăn cay có tính axit kết hợp với rượu thực sự có thể gây ra chứng trào ngược axit và chứng ợ nóng. Khoai tây chiên. Trong thực tế khi uống bia hoặc rượu, nó sẽ khiến cơ thể ta sản sinh ra enzyme thúc đẩy sự hấp thụ chất béo. Chính vì thế, hãy nhớ rằng không chỉ không nên ăn khoai tây chiên cùng bia, rượu, mà còn không nên ăn các loại thực phẩm chiên, vì nó sẽ đẩy nhanh quá trình hấp thụ chất béo. Cà rốt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu caroten có trong cà rốt kết hợp với rượu, sẽ tạo ra những độc tố trong gan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt, nếu kết hợp nước cà rốt ép và rượu thì tác hại lại càng nghiêm trọng hơn. Sầu riêng. Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Hóa học Thực phẩm. Đây là lần đầu tiên tính độc của việc kết hợp sầu riêng và rượu được chứng minh theo phương pháp khoa học. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu tác hại của rượu với sầu riêng. Kết quả cho thấy, chiết xuất sầu riêng đã cản trở hoạt động của enzyme phân giải chất độc aldehyde lên tới 70%. Do đó, nếu đã uống rượu, bạn đừng nên ăn sầu riêng và ngược lại. Các sản phẩm từ sữa. Một số người có thói quen dùng một vài lát pho mát khi uống rượu để uống rượu lâu say. Điều này có thể đúng, nhưng các sản phẩm từ sữa thì tuyệt đối không nên. Một số nghiên cứu còn chỉ là các sản phẩm từ sữa kết hợp với đồ uống có cồn còn ảnh hưởng tới hoạt động của tim.